mà không chơi là người thắng. Người chơi là người thắng. Đừng biên làm ơn. Rồi. Chú phụ em, chú phụ em. Chú vừa hồi rồi. Soraka 4 là cái lộn gì? 3 chưa đủ với 4. Là mày có đánh không? Nó cho mày vậy mày có đánh không? Này nó cho thôi, mày muốn đánh thì mày đánh, đánh thôi. Xài kích hả? Xài kích này mày thiếu con AFE đúng không? Ai vậy? Nãy em thua bài này. Chỉ mới bắt con này trước thôi mà. Oh. Tao đẩy thì một thằng cho mày rồi. Rồi đâu còn đẩy đâu, team mày vào top hết mà đâu còn đẩy lập đẩy một lần. Sao lại có tình nhân vậy ta? Tình nhân à? Tình nhân làm gì đấy thường dân. Nói gì vậy? Nè à, qua lấy cái gậy của tao nè. Tao bên tao bị dư bị thừa cái gậy rồi. Mới nói gặp luôn à. Phiêu stick luôn mà. Ôi. Lùm quá. Nó làm cho ba con không đạt đi luôn mà. Nó bất sợ vậy. Chút đi sắp đi rồi. Tao lòng bà. Má rồi. Ba hoài luôn, rồi hai hoài luôn á. Thằng nào bắt Zui đâu rồi? Nó Zui đâu có gì đâu bắt trời. Gặp thằng chữa Lê à. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Sao rồi? Má Soraka ra bên tao nè. Cái lỗi.
Đúng rồi. Gì? Nè, Zui của tao cũng vậy thôi, cái Ron 3 ở đâu? Zui 2 rồi, lời 18 con. Ron 3 rồi luôn, cay luôn. Đánh, đánh 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 mãi mà Zui 2 chẳng hạn như vậy. Lột gì? Ồ má. Má hay là sao? Rồi em muốn miêu tả cái cảm xúc gì vậy? Rồi đây rồi. Má để mấy platoon hai bên đồ hoài vậy. Huy đẹp trai số 1 đi rồi. Cho con any time. Mày muốn sao? Xuân nay tao chỉ còn lên 2 thôi, còn lên 3 làm chi? Chết Soraka vẫn ăn rồi. Tí chết. Tí thì thua, tí thì thua. Hay là admin đúng không? Cho con Annie lên 3 luôn ha. Yumi 2, Yumi 3 được rồi. À, Yumi 2 được rồi. Còn Yumi 3 đâu. Chết rồi. Không để ý bài cái để thua rồi.
Ồ, top 1 bố. Cho bố cái top 1 đi.